Giáng sinh đang về trên khắp phố phường. Mọi người đang nhộn nhịp và nô nức trang hoàng cho ngày lễ. Nhạc thánh ca vang hòa du dương khắp mọi nơi. Đêm nay là đêm thánh vô cùng, đêm thượng thánh, đêm hồng ân. Đêm nay đất với trời được xây kết trong tình yêu sâu thẳm của ba ngôi Thiên Chúa. Đêm nay hài nhi Giêsu sẽ xuất hiện như ánh sáng của tình yêu, của niềm tin, hy vọng, niềm dâng trào hạnh phúc vì Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Hài nhi Giêsu chính là quà tặng vô giá mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. Xưa kia con người đã mất ơn nghĩa với Chúa do tội nguyên tội gây ra. Ngài đã đến để hàn gắn và trao lại cho con người niềm hạnh phúc cao quý nhất. Đó chính là quyền làm con Thiên Chúa. Hey guys, look at all the presents I got. Hey, you okay? What's wrong? Can you tell me? I didn't get any presents because my parents lost their jobs. I'm so sorry. Is there anything I can do? No, it's okay. Are you sure? You want one of my gifts? No, I'm fine. Just leave me alone. Hey guys, you know what the first Christmas present was? I know. Was it gold? No. Was it frankincense? No. Was it myrrh? No. Was it a video game? Actually, the first Christmas present came from a long, long time ago. Where did it come from? I already know that.
trời đã dần khuya, cỏ cây im lìm, vạn vật ngủ yên, trời đêm thanh vắng, gió ngào im lặng, cảnh đời hoang vu. Bầu trời hôm nay vang lên tiếng ca khúc nhạc vui tươi, ngàn muôn tinh tú như trăng sáng hơn đón chào ngày mới. Tiếng các thiên thần ca vang, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an như thế cho người thiện tâm, niềm vui cho con người, hạnh phúc cho nhân loại, được nhiễm phúc Chúa đến trong đời dương thế. Thương yêu Chúa đã từ trời sinh xuống thế, mặc lấy xác thân làm người, một kỷ nguyên mới được khai sinh trong tình yêu thương. Ở cùng triều thần thiên quốc, chúng ta hân hoan hát mừng ngôi hai Thiên Chúa Giáng Sinh. Trong tâm tình đó, ca đoàn Fatima xin trình bày hai nhạc phẩm Giáng Sinh Đêm Hồng Ân của linh mục nhạc sĩ Thái Nguyên và khúc ca Giáng Sinh của nhạc sĩ Minh Tâm, điều khiển ca trưởng Minh Vương. Thank you.
Giờ đây, chúng ta hãy cùng lắng đọng tâm hồn cùng với các mục đồng hướng về Bethlehem, chiêm ngắm Chúa hài lòng Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, dâng lên các ngài những tâm tình yêu thương, vui buồn, lắng lo trong cuộc sống của chúng ta.